Vâng, hiện tại đang là 6 giờ chiều ngày 21 tháng 9 năm 2019 và chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tình Tám nhé. Trên màn hình hiện tại là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít. Thì bộ này chúng tôi đã hoàn thiện xong cho vị khách hàng là anh Hùng ở tại thành phố Lào Cai. Đây là bộ cuốn thư câu đối hồng chữ gỗ mít phượng, phượng hồng, hai bên là hoa hồng và giữa có phượng và đã được dát vàng chữ rồi. Cuốn thư là Đức Lưu Quang và câu đối một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và một bên là Tổ Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Chúng tôi đã hoàn thiện xong phần cuốn thư và chúng tôi sẽ quay gửi lại cho anh Hùng tại thành phố Lào Cai để xem. Đây là hai đôi câu đối được được chạm kim phượng. Cuốn thư gỗ mít ở giữa có một chú kim phượng rất là to. Ngoài ra thì còn có hoa hồng trái đào, một bên là đấy, ngoài ra phía trong kia là một bộ trường kỷ cũng của khách hàng ở tại thành phố Lào Cai. Thì khách hàng này cũng lấy mộc bộ trường kỷ này. Bộ cuốn thư này có kích thước là dài 1m97 và cao 67. Mọi người ai có nhu cầu mua sắm sản phẩm này thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987510806 hoặc là có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Website đồ gỗ Tùng Tám .com. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Tôi xin kết thúc video ở đây để gửi tới anh Hùng tại thành phố Lào Cai.